Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5, đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu do đồng chí An Ú Pháp tụ Na Lôm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn. Tại cuộc hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề xuất trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn sớm có những giải pháp nhằm cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao hai nước và bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2021-2025 bằng các hoạt động cụ thể để đẩy mạnh hợp tác trên các mặt. Đồng chí cho biết, một số thỏa thuận hợp tác mà hai bên ký kết đã và đang được thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh tiến hành về các vấn đề mà phía Lào đề xuất cũng như các kết quả đạt được trong cuộc hội đàm. Sau cuộc hội đàm, đại diện các ban ngành của thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng phía Lào 10 bộ trang thiết bị họp trực tuyến, trường đại học Hoa Sen trao tặng 40 suất học bổng cử nhân, thạc sĩ. Sau lễ trao tặng quà, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã có buổi nói chuyện với cựu sinh viên Lào từng học tập, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trung tướng Lê Đức Thái, tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo những nội dung lớn của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tới cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng. Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Đức Thái yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, giáo dục sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa 13 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.